Dù tới 19 giờ, bữa tiệc âm nhạc Young Fest mới chính thức bắt đầu, nhưng bầu không khí nhộn nhịp sôi động đã bao trùm khu vực sân trường. Phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Gia Lai từ lúc 15 giờ, khi rất đông khán giả, nhất là các bạn trẻ yêu nhạc tập trung nơi đêm nhạc diễn ra. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về các điều kiện tổ chức như cơ sở vật chất sân khấu, âm thanh, ánh sáng, công tác an ninh càng làm tăng thêm sự hoành tráng và sức hấp dẫn của sự kiện âm nhạc này. 6 tháng thai nghén về thời gian nhân với cái tâm huyết của 300 người trong ekip để hình thành ra cái chương trình này. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi chương trình này được thành công. Cùng với âm nhạc là những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như khu vực Patent Corner, nơi các bạn trẻ có cơ hội làm mới bản thân và lựa chọn phong cách, cá tính riêng cho mình. Cà kheo led khổng lồ giao lưu cùng khán giả, khu vực fest, hay những trải nghiệm tại khu ẩm thực đa dạng, hấp dẫn. Sự hội tụ của tất cả các yếu tố đã giúp mọi người như xích lại gần nhau. Mọi khoảng cách địa lý và văn hóa dường như cũng dần xóa nhòa. Hơn 3.000 thành viên cùng hòa chung một niềm say mê và hào hứng dành cho âm nhạc và lan tỏa những thông điệp tích cực từ chương trình. Tôi đến từ Brazil. Tôi biết đến sự kiện này thông qua các hoạt động quảng bá và thật tuyệt khi có mặt ở đây. Sự kiện thật hấp dẫn và tuyệt vời. Tôi rất hào hứng với đêm nhạc Young Fest này. Và đây cô thì rất là ít những cái mà đêm nhạc như vậy, rất là hoành tráng như vậy. Thì khi mà đến đây thì rất là hào hứng và với lại cảm giác là vui được tụ tập với mọi người, được gặp gỡ nhiều người và cũng là được coi những cái màn biểu diễn rất là hay, chia sẻ cái niềm vui này. Một không gian lễ hội âm nhạc nóng bỏng, tràn ngập khi các nghệ sĩ nổi tiếng chính thức bước ra sân khấu như Hiếu Thứ Hai, DJ Mie, Hoàng Tôn, MC Quân K. Không chỉ trình diễn những tiết mục sôi động mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc, mà các nghệ sĩ đang rất được yêu mến còn là những dẫn nguồn năng lượng tích cực cho giới trẻ. Dám thử thách bản thân, sống hết mình và sẵn sàng vượt qua khó khăn để chạm đến ước mơ của mình. Đó cũng là sứ mệnh đêm nhạc Young Fest hướng đến. Chương trình này chúng tôi làm ra ngoài với cái giá trị là về giải trí và về âm nhạc, thì chúng tôi còn mong muốn một cái điều nó lớn lao hơn, đó là lan tỏa một cái tinh thần sống hết mình, dám nghĩ và dám làm đến với cộng đồng và giới trẻ. Chúng tôi sẽ đúc kết kinh nghiệm và có thể là sẵn sàng chia sẻ đến với cộng đồng để nhiều đơn vị khác có thể triển khai một cách tối ưu hơn. Từ đó sẽ giúp cho Gia Lai nhiều mô hình, nhiều dịch vụ và nhiều sự kiện để thu hút khách du lịch hơn. Ngay từ lần đầu tiên tổ chức, sự kiện âm nhạc Young Fest đã thực sự ghi dấu ấn với quy mô lớn, phong cách tổ chức chuyên nghiệp cùng nhiều tiết mục đa dạng được lồng ghép như trao học bổng cho học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku, game show giới thiệu về phân hiệu Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Chương trình thực sự mang lại những trải nghiệm mới, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần cho người dân Gia Lai. Đặc biệt, đây còn được xem là ý tưởng khởi đầu cho việc đa dạng mô hình giải trí để thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh Gia Lai với đông đảo du khách trong thời gian tới. Get your attention, get your attention.